Hello, chào mừng ông bà cô chú anh chị em và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức của Soso TV. Xin kính chúc mọi người xem kênh của Soso có thật nhiều sức khỏe nhé. Hôm nay Soso cập nhật thêm một số thông tin mới nữa nha mọi người. Mới đây thì trung tâm Thúy Nga Paris by Night đã công bố poster chương trình Paris by Night số 138 với chủ đề Hoài Linh 30 năm sân khấu thì bé Tiến Nhung cũng đã có chia sẻ thông tin vui này khi bé được vinh dự tham gia vào show này nhé mọi người. Thì ở trong poster này mình nhận thấy có thêm một gương mặt khá là thân quen với chúng ta trong thời gian qua đó chính là nam danh ca Mạnh Quỳnh. Thì vậy là hai ba con Mạnh Quỳnh, Tiết Nhung tiếp tục được góp mặt trong show lần này của trung tâm thúy nga số 138 nữa nha mọi người đây phải nói là một cái thông tin khá là vui bên cạnh đó thì nhiều fan hâm mộ cũng thắc mắc gửi những lời hỏi cho trung tâm thúy nga về việc tại sao chỉ có một mình bé tuyết nhung tham dự vào show này không thấy thiên ngân hoặc là quỳnh trang tham gia vào show này à, nên nhiều người đã để lại thắc mắc hỏi thăm trung tâm nhưng mà mình cũng chưa thấy cô Thủy hoặc là trung tâm Thuyết Nga Paris by Night trả lời về vấn đề này. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi à, cho đến giờ phút cuối, giờ phút diễn ra show. Thì không biết show có thay đổi gì nữa hay không? Thì thông thường một khi show đã lên kế hoạch lịch trình nhưng mà tới giờ phút chót. Nếu có những thay đổi gì nữa mà mình biết thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhé bây giờ mình xin chuyển sang thông tin mới nhất đến từ ca sĩ trẻ Quỳnh Trang thì mới đây Quỳnh Trang cũng đã tạo được một dấu ấn khá đáng nhớ trong show vừa qua ngày 21 tháng 9 gọi là show Năm Na thì mình cũng quen miệng mọi người phải nói là đây là chương trình lễ dỗ đầu của chị hai thì Quỳnh Trang một cô bé khá là thông minh cũng như có những lời phát biểu hết sức là xuất sắc do đó đã nhận được rất nhiều những lời khen của fan. Bên cạnh đó sự tự tin đứng trên sân khấu của Quỳnh Trang, liên tục hát những bài hát mà khán giả yêu cầu rồi cách kết nối giữa ca sĩ với lại khán giả vô cùng gần gũi. Mọi người đã cảm thấy không còn khoảng cách giữa ca sĩ với khán giả nữa, mọi người rất là gần nhau. Thì sau cái đêm đáng nhớ này, Quỳnh Trang chia sẻ mới trên trang cá nhân của cô bé. Bảo ơi, bỏ nghiệp ca cầm, triệu người thương tiếc, gọi thầm phi nhung. Và như mọi người cũng thấy, một Quỳnh Trang khá bản lĩnh tự tin trên sân khấu. Luôn có một nét mặt vui tươi. Nhưng có lẽ nếu mà mọi người để ý hơn một tí nữa, thì mọi người sẽ dễ dàng nhận ra Quỳnh Trang đôi lúc cũng đã rơm rơm nước mắt. Phải cố gắng ngước nhìn lên bầu trời để nước mắt không rơi ra để hoàn thành bài diễn bài hát của mình một cách chỉnh chu nhất nói chung quỳnh trang cũng đã cố đèn nén cảm xúc nhớ thương mẹ phi nhung rất nhiều để có thể hoàn thành tốt à, nhiệm vụ trên sân khấu của mình mang lời ca tiếng hát à, cũng như rất nhiều à, những à, tràng vỗ tay tán thưởng của fan hâm mộ đã tiếp thêm động lực thêm sức mạnh cho quỳnh trang xuất sắc hoàn thành các bài hát ở trong đêm nhạc à, tưởng niệm mẹ. Nhiều fan để lại những lời khen phải nói là khen ngút trời. Chị là thiên thần Bolero có giọng hát triệu người mê, học giỏi xinh đẹp hiếu thảo tấm lòng chị như bồ tát. À, được gọi thầm bằng Quỳnh Trang thì Quỳnh Trang cũng có một cái à, lời trả lời hết sức là giản dị. À, chị xin cảm ơn em chị còn học hỏi nhiều lắm và trong đêm nhạc ngày 21 tháng 9 vừa qua mọi người nhất là mộ cũng khá thắc mắc à, là tại sao không thấy à, gương mặt trẻ Yuzuno thì à, trước đó mình cũng cũng có cập nhật tin tức về Yuzuno để mọi người cũng biết và lý do tại sao Yuzuno vắng mặt trong à, buổi lễ vô đầu của chị hai thì Yuzuno cũng chia sẻ em ấy phải về quê để à, về cận Bên bà ngoại của mình, một người bà mà Juno à, đã có khoảng thời gian thơ ấu gắn bó với bà, à, được bà chăm bẩm từng ly từng tí. Mới đây Duy chia sẻ hình ảnh của bà ngoại của mình trên trang story. Thì mọi người biết là bà của Huy cũng khá là lớn tuổi, bây giờ sức khỏe cũng rất là kém. Duy chia sẻ như thế này, ráng lên nha ngoại, đợi mọi người về đông đủ nha ngoại. Lời nhắn gửi rất là ít từ ngữ, nói chung ngắn gọn, nhưng mà đọc cho mọi người nghe để hiểu thêm về à, tình cảnh hiện tại của Di Juno. Em ấy cũng không còn nhiều thời gian dành cho bà ngoại của mình nữa rồi. Và Di Juno chia sẻ những bức ảnh, à, những à, lúc âu thơ của Di được kề cận bên bà rồi được đi du lịch cùng bà và xúc động lắm khi Duy chia sẻ bức ảnh đi du lịch lần cuối cùng của bà. Chuyến du lịch cuối cùng của ngoại là hồi năm 2016, cả nhà được đi Phú Quốc. Hình ảnh một cậu bé Duy khi còn bé xíu xiu, lúc đó bà ngoại vẫn còn cứng cáp. Và những bức ảnh sau này Duy lớn lên thì bà ngoại ngày càng già đi và càng héo hon và sau cùng là bức ảnh một người bà đang nằm trên giường bệnh à, phải thở oxy à, rất trông rất là tiều tụy có lẽ di juno you know, trong những ngày qua phải chịu à, một à, nỗi sợ hãi rất lớn trong lòng cũng xin cầu chúc cho ngoại của di you juno know, à, khỏe trở lại và duy à, sẽ có được nhiều ngày để à, gần gũi bà ngoại hơn và đó cũng chính là lý do vì sao ca sĩ trẻ Dyunono không đến để cúng dỗ đầu của chị Hai được. Mọi người hãy cùng thông cảm cho Dyunono nhé. Kế đến là thông tin từ ca sĩ trẻ Sắc Long thì Sắc Long chia sẻ tối đêm nay 22 tháng 9, Sắc Long có hai show, một show tại phố đi bộ và một show được truyền hình trực tiếp trên VTV9 thì anh Bảo Bảo là người đưa Sắc Long đi hát, cũng như anh có livestream chia sẻ lại khung cảnh ở phố đi bộ khi Sắc Long hát những bài hát nơi đây đã nhận được rất nhiều những bó hoa tươi thắm từ fan hâm mộ lên sân khấu gửi tặng cho Sắc Long và vì thời gian gấp rút, hai show khá gần nên Sắc Long cũng phải tranh thủ chạy qua show ở La La Len, quận 3 thì anh Bảo Bảo cũng vội vàng tắt like để uh, chở Sắc Long đi tới uh, nơi diễn show này. Phải nói là hai anh em hôm nay cũng khá là bận biểu. Và mới đây nhất thì uh, sau khi xong ca cùng với uh, ca sĩ trẻ Tiết Nhung, người bạn xong uh, ca đang rất được yêu thích hiện nay của Sắc Long uh, thì Sắc Long lại nhận được một món quà khá là đặc biệt, đó chính là ly trà sữa đây là món yêu thích theo như Sắc Long chia sẻ đã được fan hâm mộ tặng sau khi hát xong chương trình này.